Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít tố nữ nha bà con. Mít tố nữ là dạng mít xưa, dạng trái chùm ha. Trái nó sẽ từ ở trên ngọn nó xuống dưới đất nha bà con. Một đợt trái như vậy ra rất là nhiều nha. Thậm chí lên tới là từ 100 đến 200 trái. Có cây mà tuổi thọ nó cao, tàn nó nhiều á bà con, thì cả 400-500 trái trên một cây như vậy luôn á. Trái gọn gọn thôi, một trái như vậy to nhất là tầm khoảng 1,2 kg đổ lại thôi nha bà con, nửa ký đổ lên ha. Nhưng mà ăn rất là ngon nha. Cô chú anh chị nào chúng ta thích ăn mít nó ngọt đậm nha bà con. Nó ngọt đậm, nó mềm mềm thì chúng ta cũng có thể thích hợp để trồng cái cây mít tú nữ nha con. Đây là cái chùm mít tú nữ nè. Dạng mít gút cùi, chúng ta sẽ làm bốn thôi. Sẽ gọt cái dao từ dưới đít gọt lên ha bà con. Rồi chúng ta gọt ra, rồi chúng ta rút cái cùi thôi thì nó sẽ ra một cái chùm muối giống như vậy. Mít tú nữ thì rất là nhiều cô chú anh chị thích ăn nha, tại vì bạn này ngọt đậm đà nha bà con. Trái nó cũng vừa ăn, nó cũng không quá to mà nó cũng không quá nhỏ nha. Một trái như vậy có thể là hai người ăn luôn nha bà con, tại vì bạn này rất là ngọt. Còn đây là cái cây mít tú nữ đây. Mít tú nữ là lá nhỏ nhưng mà cái cây mít nó rất là nhiều lông, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Cái lá nó cũng nhiều lông và cái thân nó cũng rất là nhiều lông nha. Đi sẽ quay lại một lần nữa cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Đây là cái chùm muối nè ha, rất là nhiều nha. Một trái nó nhỏ nhỏ thôi mà rút ra nó tầm khoảng là gần 20 muối luôn nè. Còn nơi đây là nơi đóng hàng bưu điện này nha. Cô chú anh chị mà ở xa muốn mua hàng ở trung tâm cây giống á, thì Ly sẽ gửi bằng đường bưu điện giao tận nhà cho quý bà con ha. Ly sẽ gửi đường GNT. Trước khi hàng đi thì sẽ quấn bầu lại hết nha bà con, giữ ẩm, quấn thành cục tình kiện như vậy nè. Rồi sẽ có những cái thùng gạch tông á, bao ở ngoài nữa, rồi kèm theo tre nữa nha bà con. Đóng hàng rất là chắc chắn luôn, nên mới đảm bảo gửi đi xa được nha. Thì cái lô mít tố nữ của bên trung tâm cây giống á, từ cái mắt ghép này nè, đi lên á, thì cao khoảng 30 cm nha bà con. Cây rất là đẹp, rất là xinh ha. Cây nào nó cũng đang bung lụa, bung lá như vậy nè. Còn mít tú nữ quý bà con chúng ta trồng thời gian cho trái chỉ trong vòng là 2 năm rưỡi thì bắt đầu ra trái bói rồi nha bà con. Một đợt ra trái như vậy nhìn cái cây nó rất là đẹp, nó rất là xinh luôn. Quý bà con chúng ta cũng có thể là thích hợp để trồng vườn. Trồng vườn nhà của chúng ta có một vài cây để chúng ta có trái, chúng ta ăn ha. Những cây mít nó lạ lạ, nó xưa xưa ha bà con. Nhìn nó rất là cưng, nó rất là đẹp luôn nè. Rồi cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng kinh tế, mở rộng kinh tế thì chúng ta cũng thích hợp để trồng cái cây mít tú nữ này nha. Tại vì mít tú nữ là xuất khẩu ở Việt Nam của chúng ta tiêu thụ cũng rất là mạnh nha bà con. Giá dao động là từ 15.000 đến 30.000 trên 1 kg, có lúc hút hàng thì lên tới 40, 50.000 trên 1 kg luôn nha bà con. Khi mà mít thái của chúng ta ở mức dao động thì tầm khoảng là từ 4.000 đến 5.000 trên 1 kg, nhưng mà mít tú nữ vẫn giữ nguyên giá là từ 15 đến 20.000 trên 1 kg nha bà con. Thích hợp để trồng kinh tế ha. Tiêu thụ nội địa thôi nha. Đi xin nhắc lại nha, tiêu thụ nội địa nhưng mà tiêu thụ rất là mạnh nha bà con. Không riêng về miền Tây, miền Nam thì chúng ta mới trồng được cái cây mít tú nữ thôi nha. Ngoài miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là mở rộng để trồng kinh tế cũng khá là ok. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn mở khu sinh thái thì chúng ta cũng có thích hợp để trồng cái cây mít tú nữ này nha bà con. Khi bà này ra trái á, rất là thu hút những cái khách hàng đến để chụp hình nha. Tại vì một đợt ra trái như vậy là trên một cái cây nó rất là nẹo luôn nha. Nó nẹo từ dưới gốc lên tới cái nhánh, tới cái cành, thậm chí lên tới cái đọt, tới cái ngọn ở trên luôn nha. Nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Bởi vậy rất là thu hút được khách hàng. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng vườn, trồng một vài cây để thưởng thức thì Ly sẽ gợi ý là cây mít tú nữ là đầu tiên nha bà con. Đó. Ăn thì nó không có giòn giống như mít thái, nó sẽ mềm nha, nhưng mà nó ngọt đậm. Nó ngọt đậm đà nha bà con, nhưng mà chúng ta ngửi một cái mùi á, nó rất là thơm. Và ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống xuất hàng đi thì cũng có nhiều loại cây, không riêng về mít tú nữ bà con. Có bơ 034 nè. Rồi tới cái cây nhãn xuồng cơm vàng nè. Trên đây cũng là đơn bơ nữa nè. Rồi gồm có là vú sữa Mika không mủ cho trái sớm, 15 đến 18 tháng cho trái. Rồi lựu đỏ Ấn Độ nè. Rồi chanh ngón tay. Bên Ly có những cái cây chanh ngón tay đang cho trái nè ha bà con. Đó. Rồi nhãn lông tím. Rồi bòn bon, na sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng Musakin. Nhãn phát tài. Nho thân rổ nè. Rồi dừa đỏ má lai, táo thái xanh. Có nhiều anh chị thì kêu bằng trái bơm đó bà con. Đây, khi trái còn nhỏ đây. Trên một cái cây rất là nhiều trái luôn nha. Rồi cây bánh kem hay bà con, cây hồng đen sô-cô-la rất là nhiều. Bên trung tâm cây giống cung cấp đủ các loại cây giống nha bà con.
cây công trình, cây ăn quả, cây ngoại nhập và cây trồng kinh tế nha. Thì bên Ly có đến tận vườn để hỗ trợ trồng tại vườn cho quý bà con chúng ta, lắp đặt hệ thống nước cho quý bà con chúng ta luôn. Cô chú anh chị mà chúng ta cần có cái nhu cầu thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên thì bên Ly có xài Zalo hết nha bà con. Còn bây giờ thì Ly sẽ dùng thử một cái muối mít nha bà con. Rất là ngọt, rất là mịn nha bà con. Chúng ta nuốt tới đâu thì nó sẽ ngọt tới đó nha. Chúng ta ăn một tí xíu nữa cái hồng á, cái mùi vị, cái hương vị á, nó cũng vẫn còn ngọt hoài luôn. Rất là thơm. Trái này hồi nãy Ly đi mua là hình như là có 900 gram nè, mà gọt ra là rất là nhiều muối luôn, hơn 20 muối nha bà con. Muối nó nhỏ thôi, cái hạt nó lép nha, không phải là hạt to giống như là cái mít xưa nha bà con. Này là mít thú nữ nhưng mà cũng là xưa, nhưng mà hạt nó rất là nhỏ, theo như một người ăn thì không hết cái đùm này đâu. Một trái này phải ăn hai người mới hết nha bà con. Rồi cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít tố nữ nha bà con, mít gút cùi ha, cũng có thể là trồng kinh tế hoặc là trồng bonsai rất là ok nha bà con. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình, bên trung tâm cây giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha. Cô chú anh chị nhớ lưu số điện thoại trên màn hình lại nha bà con, khi cô chú anh chị nào thật sự cần mua cây giống hoặc là cần tư vấn về cây trồng thì cứ gọi vào hai số điện thoại trên, bên trung tâm cây giống sẽ trả lời cho quý bà con chúng ta nhanh hơn bất cứ lúc nào luôn nha bà con. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.